bạn lo lắng bởi viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, viên uống từ thảo dược dùng hỗ trợ cho phụ nữ trong viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm can, xua đi nỗi lo thầm kín. Công ty Fataco xin thông báo, thuốc thảo dược bông sen tác dụng điều trị hỗ trợ các cơn cai nghiện ma túy, dùng cho người mới nghiện hoặc nghiện lâu năm với hình thức hút hít, nuốt chích các chất ma túy. Thuốc có tính an toàn, các cơn cai nghiện một cách êm dịu, không vật vã, dễ uống, giúp người nghiện phục hồi sức khỏe, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Thuốc được ứng dụng để điều trị hỗ trợ các cơn cai nghiện ma túy ở các trung tâm cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Hiện bông sen đã có mặt tại các trung tâm cai nghiện, cơ sở y tế và các nhà thuốc trên toàn quốc. 2013 đã có buổi thử thách định hình phân khúc cá nhân để ấn tượng cùng các chuyên gia đến từ tạp chí thời trang Fashion. Buổi chụp ảnh cùng người bạn diễn đặc biệt là những chú đà điểu đã mang đến cho các chàng trai cô gái những tình huống dở khóc dở cười để có được những bức hình thời trang ấn tượng. Xin chúc mừng. Do chưa biết tiết chế bản thân nên Kim Thoa là thí sinh tiếp theo đã phải rời khỏi cuộc thi trong sự nuối tiếc của các thí sinh và nhiều khán giả xem truyền hình. Như vậy, cuộc đua hiện tại chỉ còn lại 11 người. Những thử thách nào vẫn đang tiếp tục chờ đón họ ở phía trước? Ai sẽ bứt phá và ai sẽ là người tiếp theo phải dừng chân trên cuộc hành trình chinh phục nguyên vị quán quân của chương trình Người mẫu Việt Nam năm 2013? Hãy đón xem trong tập tối này. Bức ảnh của tôi trình hình ở trên TV, nó khiến cho mọi người nhìn và một cái cảm giác mãn nguyện và sung sướng dâng trào. Anh sẽ là người có bức hình đẹp nhất mà. Cuối cùng thì đã đến lượt tôi rồi, đã đến lúc mà tôi có thể tỏa sáng. Nhìn bức ảnh rất là ấn tượng, nghĩ rằng đó là điều xứng đáng. Bạn đã thoát được vẻ hot boy. Chúc mừng bạn. Quân đã lột xác hoàn toàn so với cái vẻ hot boy mà Quân thường có. Là tôi nghĩ Quân xứng đáng với chiến thắng lần này. Tôi thấy Quân rất là xứng đáng được bức ảnh đẹp nhất. Nhưng trong những bức ảnh đẹp nhất thì những bức ảnh đẹp nhì, đẹp ba thì nó cũng rất là đẹp. Thật sự thì tôi thích bức ảnh của Trung hơn. Chẳng nhẽ là hy sinh một con quân đà điểu mà đẹp nhất. Đúng rồi, không sao cả. Mọi người thích ghét thì mọi người cứ ghét. Mọi người ghen tức thì mọi người cứ ghen tức. Nhưng mà mọi người đều ghen tức trong cái sự đáng yêu, cho nên là tôi không cảm thấy là lo lắng gì cả. Mà anh Quân sẽ là người đẹp bức ảnh đẹp thứ nhì lần sau nhé. Tại vì bức ảnh thứ nhất là tôi rồi. Hai tuần qua khi mà phải chia tay với những cái người bạn tôi đã cảm thấy thân thiết trong nhà chung thì tôi khá là buồn. Chị Thu luôn luôn tạo cho người khác cảm giác như là chị ấy cần được che chở. Chị ấy rất là mong manh. Sau mỗi lần chị ấy khóc, mỗi lần chị ấy buồn thì tôi cũng muốn che chở nhiều hơn và đưa cho chị ấy nhiều sự ấm áp hơn. Tôi nghĩ là Kiên là một người trưởng thành hơn các cậu con trai khác ở trong nhà chung. Thực ra tôi cũng rất là thích thú cái sự quan tâm mà Kiên dành cho chị gái. Theo như tôi được biết thì hình như đang có tin đồn gì đó là Văn Kiên thích chị Thu thì phải. Chị Thu là người con gái rất là thú, tôi cũng khá thích chị ấy nữa, không một chút gì tình cảm với chị ấy. Đuổi khéo, đuổi đi, đuổi chị khéo ngồi đây đấy. Rồi đấy, Thành ơi. Tôi có nhìn ra Văn Kiên và Thu rất thân thiết với nhau. Nam nữ gần nhau như thế này thì người ta nói là lửa gần rơm lông này cũng bén mà. Nam nữ có tình cảm với nhau tôi nghĩ là đó là chuyện khó tránh khỏi. Kiên cũng là một người khá là ít nói. Tôi nghĩ là hai người đó hợp nhau. Trong đời này chị chỉ yêu duy nhất một người. Chứ vậy mà dù tôi như thế nào trong nữa, dù tôi hay có ai có tình cảm chị ấy thì chị ấy luôn luôn nghĩ rằng tôi là người em trai. Tôi mong là chị Thu có thể mở cửa cho lòng mình hơn và mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu như phụ nữ mà quá bị tình cảm như vậy thì rất là khổ sở.
vào các thí sinh của chương trình Người Mẫu Việt Nam năm 2013. Đối với một người mẫu, một cơ thể đẹp trước hết phải là một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn một bài huấn luyện thể lực đặc biệt để giúp cho các bạn có một hình thể đẹp và dẻo dai hơn. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin giới thiệu hai nhân vật sẽ đồng hành với các bạn, Á hậu Hoàng Huy và diễn viên Nhan Phúc Vinh. Tôi rất là bất ngờ khi nhìn thấy chị Hoàng My và anh Nhan Vinh sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong buổi luyện tập ngày hôm nay. Người sáng tạo các bạn hôm nay, anh Travis. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời các bạn vào thay đồ để chúng ta bắt đầu. Trước khi vào thử thách thì các huấn luyện viên đã giúp cho chúng tôi các bài tập cơ bản và chúng tôi nghĩ cái bài vận động đó rất là tốt cho tất cả mọi người. Tôi là người khá là lười tập thể dục cho nên đây là cơ hội tốt để tôi có thể luyện tập và tôi nghĩ là các bài tập ở đây thì khác so với các bài tập thông thường và nó sẽ giúp tôi khỏe mạnh hơn. Nhìn huấn luyện viên làm thử thì tôi khá là lo lắng và không biết là mình có làm được hay không. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vậy thì bắt đầu đi nào. Động tác đầu tiên mà chúng tôi được hướng dẫn là một chướng ngại vật. Và nhìn sơ qua thì nó có vẻ là khá là dễ dàng. Chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà các chướng ngại vật xếp khá là dày nhau. Chúng tôi phải lách mình qua thật nhanh mà không được làm đổ. Khi vượt qua những chướng ngại vật thì tôi chạy qua một cách tháo hậu đậu và lúc đó thực sự là tôi rất là xấu hổ. Improvement. Ồ không, không phải như thế này. Tôi thấy mọi người cười ầm hết cả lên. Lúc đó thực sự là tôi cảm giác như mặt tôi cũng đỏ bừng lên và rất là ngại. Kết thúc vòng chướng ngại vật thì chúng tôi tới phần giữ cân bằng cho cơ thể. Người tôi có run hết cả lên. Khi mà hoàn thành xong thì tôi vẫn thấy người mình vẫn còn run và khá là hồi hộp. Thăng bằng là một điều mà tôi không thực sự giỏi lắm. Khi mà tôi đứng lên đó và cố gắng tạo dáng thì nó rất là buồn cười. Tôi cố gắng bước lên và làm theo những gì chỉ dẫn của huấn luyện viên để có thể giữ được thăng bằng trên quả cầu đó. Chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn những động tác vận động cơ bản. Còn bây giờ sẽ là phần thử thách. Đầu tiên, các bạn sẽ phải vượt qua những chướng ngại vật ở trên mặt sàn. Sau đó lần lượt nhảy qua những tấm chắn ở đây. Nhìn chị Hoàng My hướng dẫn chúng tôi thì tôi cảm thấy chị làm cách rất là dễ dàng và tôi cũng cảm tưởng là tôi cũng có thể làm được như vậy. Rồi cúi xuống và lết qua những ô vuông này. Tôi đã ngắm trước cái phần chướng ngại vật của mình, đó là chính là cái ô ghế rất là nhỏ mà vai tôi lại rất là to. Ngay sau đó, các bạn sẽ phải vượt qua những bục tròn bằng cả hai chân mà không bị ngã và nhanh chóng leo lên bức tường ở đằng kia. Thử thách cuối cùng sẽ là vượt qua những tấm xà gan này. Quan trọng là các bạn phải vừa sử dụng tay để đu xà, trong khi hai chân sẽ vẫn phải giữ thăng bằng trên trái bóng tròn đến cuối chặng đường. Tôi rất sợ phải dùng nhiều lực ở cánh tay vì cánh tay của tôi khá là yếu. Chúng tôi sẽ tính giờ, ai vượt qua tất cả những chướng ngại vật trong thời gian ngắn nhất sẽ là người chiến thắng. Chúc các bạn thành công. Tôi là người đầu tiên mà bước vào thử thách và luôn luôn như thế. Nhanh lên nào, vượt qua chướng ngại vật đi. Nhìn anh Quân vượt qua tất cả các cái ghế thì tự nhiên cái mông mình quần cong lên nhìn rất là bự mà. Bạn làm tốt lắm. Làm đi làm lại cái việc leo tường khiến cho bàn tay tôi mỏi nhừ và đến lúc mà leo xà lơ thì tôi không còn một tí sức lực nào để mà trèo qua được nữa. Giấc mơ mà là người đầu tiên, là người làm mẫu cho các bạn thì đã bị sụp đổ và thậm chí tôi còn khá xấu hổ bởi vì là người đàn ông mà không thể thực hiện được cái thử thách như thế này. Người con gái đầu tiên không thể thực hiện trọn vẹn thử thách thì chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng, không biết con gái thì như thế nào. Tôi đã vượt qua những chướng ngại vật rất là dễ dàng và dường như không có gì có thể ngăn nổi tôi. Hằng thì chắc chắn là sức khỏe kém hơn sức khỏe tôi rồi, nhưng mà Hằng lại vượt qua phần leo tường một cách dễ dàng, trong khi tôi thì tôi đã cố gắng hết sức và đã đi được nửa đoạn đường, nhưng mà lúc đó là quá là mỏi tay rồi, không thể đi được nữa, tôi đã rớt xuống. Dù là không chiến thắng nhưng mà ít ra thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể làm được mọi thứ có thể tốt nhất. Tôi đã nắm bắt khá nhanh các phần thử thách đầu tiên. Lúc thực hiện thì tôi mới biết bài tập này rất là cần thiết cho tất cả các người mẫu. Vì vượt qua các chướng ngại vật nhảy cao và chu qua ô vuông thì sẽ khiến cho cơ thể uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn rất là nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức lực để vượt qua các thử thách nhưng cuối cùng tới phần xà đơn với trái bóng thì tôi cũng bó tay luôn, không biết làm gì hết. Hai tay cứ mỏi nhừ và không lên được nữa.
tôi thực sự rất ấn tượng đối với phần thử thách của Thanh. Thanh làm mọi động tác đều rất là nhuần nhuyễn và nhịp nhàng. Thanh là một vận động viên có thể thực hiện khá tốt phần này, nhưng mà tới phần xài đơn thì Thanh cũng không thực hiện được. Trong phần thi này, con gái chúng tôi rất là yếu thế. Mình nghĩ là có lẽ là ban tổ chức cũng đã có những kế hoạch sắp xếp cho công bằng cả nam và nữ, chỉ do các bạn nữ chưa thực sự cố gắng thôi. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình có năng khiếu thể dục, tại vì dây thần kinh vận động của mình thì chỉ ở mức khá thôi, khoảng 7 điểm. Nên những việc đòi hỏi thể lực hoặc là một thử thách thể lực thì có thể nó không phải là sở trường của mình. Đại là thí sinh nam tiếp sau tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng là sức tôi còn chả làm được thì Đại làm sao mà làm được, bởi vì trông Đại rất là lèo khèo, có thể như là yếu ớt. Thế mà Đại làm một cách xuất sắc và tôi trố mắt ra nhìn. Đại là người đầu tiên hoàn thành thử thách và tôi thấy rằng là mình đã đánh giá sai người rồi. Mình rất là vui mừng khi mà mình là người đầu tiên hoàn thành tất cả thử thách, và thật sự mình nghĩ là mình có một nguồn năng lượng rất là vô tận. Tôi thấy đây là một bài học thực sự khó đối với chúng tôi, đặc biệt là đối với những thí sinh nữ, bởi vì nó yêu cầu phải có sức khỏe, sự dẻo dai và đặc biệt là phải có sự phân chia sức lực sao cho thật đồng đều nhất. Giật mình thon thót khi mà các bạn ngã xuống, cảm giác lúc đấy rất là sợ. Khi Thu mà bước vào phần thử thách thì tôi cũng khá lo lắng cho Thu, và tôi sợ rằng trong thử thách cuối cùng cô ấy sẽ ngã mất. Cái thử thách mà khó khăn nhất chính là cái thử thách cuối cùng, khi mà phải trèo qua một cái xà rất là dài, và tay tôi thì đã rất là yếu rồi, nhưng mà bên dưới thì cái quả bóng nó lại rất là trơn, có thể ngã ngay nếu như mình không giữ tay thật chặt. Tôi thì cũng chỉ đi được đến nửa đoạn đường thôi là trượt tay xuống rồi, và đến lúc mà xuống thì tay nó mỏi dừ và không có sức lực để thử tiếp một lần nữa. Nhà Thu không thể hoàn thành được thử thách cuối cùng, nhưng tôi nghĩ rằng khi mà nhà Thu có thể vượt qua được chính bản thân mình, đây là điều hết sức thành công. Đi lên cái bức tường thì mấy chân tay tôi quá lòng ngọng, chỉ vậy khi chân tôi vắt qua chân này, vắt qua chân khác thì vô hình là người tôi phải đẩy ra xa. Cuối cùng cái vòng mà tôi lo nhất thì tôi đã làm rất là tốt. Có thể nói là tất cả mọi người đã mặc định rằng cái cuộc đấu thể lực này là giữa Việt và Mạnh Kiên, tại vì hai bạn rất là khỏe. Đã khỏe nhưng mà phải khéo. Tôi nghĩ là khỏe làm nên mọi chuyện, hai cái sự kết hợp vào sẽ làm nên thành công hơn. Boom, boom, boom. Yeah. Trong số con trai thì Việt là người thực hiện rất là tốt và anh ấy cứ thẳng thắn kìa. Chúng tôi chưa nhìn thì anh ấy đã vượt qua phần thi của mình rồi. Tôi đã quan sát các bạn từ đầu nên đã nắm được tinh thần chung, đó là sự dẻo dai, khéo léo và phải nhanh nữa. Và tôi muốn hoàn thành cái phần thử thách này trong thời gian ngắn nhất. Trong cái thử thách này thì thể hiện rất là rõ mình là một người khá là hiếu thắng. Tốt lắm, bạn làm được rồi đấy, tuyệt vời. Tôi rất là hào hứng và tôi đã chuẩn bị tâm lý và sức khỏe sẵn sàng với cái thử thách ngày hôm nay. Đến lượt Mạnh Kiên thì tôi thấy anh ấy làm khá tốt và tôi thấy được sự khao khát và cũng như là quyết tâm giành chiến thắng của anh ấy. Trong tất cả các thí sinh nam thì tôi nghĩ rằng anh Mạnh Kiên là người có thế mạnh về thể thao nhất. Anh ấy có một cơ thể rất là săn chắc và cân đối. Chính vậy mà khi bước vào thử thách này thì tôi nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về anh Mạnh Kiên. Tôi làm xong thì tôi nghĩ là tôi đã làm rất tốt. Tôi cũng đánh giá rất cao một đối thủ lăng ký của tôi là Việt. Tôi lại phải dén một vai lên trước để cho nó vừa một vai lên, rồi vai còn lại tôi mới đưa lên được. Phần thi ấy tôi làm khá tốt, còn phần ba quả bóng không ổn đối với tôi. Tôi giữ thăng bằng không được tốt cho lắm. Tôi
Tôi rất là vui dù tôi có bị vấp ngã một chút ở giữa thăng bằng, nhưng mà khi về mọi người rất là hào hứng đập tay chào đón tôi. Những cái bài tập mà chúng tôi được luyện tập ngày hôm nay đó không phải là những cái bài tập mà quá là chú trọng về thể lực, mà là dùng về dẻo dai và cái sự cân bằng, thì cái điều đó lại cần cho một người mẫu, cho nên tôi thấy rất là phù hợp. Cảm ơn các bạn đã có một ngày làm việc vất vả. Các bạn đã hoàn thành rất tốt. Trong tay tôi đã có kết quả của huấn luyện viên Travis với kết quả rất sát sao. Đặc biệt, đó là một cuộc cạnh tranh giữa hai thí sinh, hai người làm danh nhất, tốt nhất. Họ chỉ chênh nhau một giây thời gian đến đích mà thôi. Và hai thí sinh xuất sắc này chính là Mạnh Kiên và Tuấn Việt. Khi mà nghe rằng có hai bạn hoàn thành thử thách mà chỉ hơn kém nhau một giây thì tôi biết ngay đó chính là Mạnh Kiên và Tuấn Việt. Nhưng thử thách của chúng ta chỉ có một người chiến thắng, và người chiến thắng là Mạnh Kiên. Phần thi của bạn rất ấn tượng, chúc mừng bạn. Cũng cảm thấy hơi buồn một chút, tại vì là suy nghĩ thì mình giành được chiến thắng. Trong hai người thì tôi thấy là Kiên đúng là cái người mà xứng đáng chiến thắng hơn, tại vì rõ ràng là Kiên cũng nhanh hơn, cũng linh hoạt hơn Việt trong phần tham gia thử thách của mình. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng là một phiếu tập thể hình tại trung tâm của chúng tôi trị giá 10 triệu đồng, cùng một phiếu mua sản phẩm tại cửa hàng đồ thể thao CFYC trị giá 2 triệu đồng. Bạn sẽ được chọn một người bạn đồng hành để chia sẻ phần thưởng. Chúng tôi sẽ trao hai phiếu mua hàng với trị giá như nhau cho cả hai bạn. Bạn chọn ai để chia sẻ phần thưởng này? Em xin được chọn Trần Trung ạ. Yeah. Tôi hy vọng buổi tập luyện ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được những cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai để có thể vượt qua những thử thách tiếp theo của chương trình. Chúc các bạn thành công. Là dưỡng chất thiết yếu giúp quan sát, ghi nhớ. DHA, Colin giúp phát triển trí não, cung cấp dưỡng chất giúp hấp thu tốt, ngăn ngừa táo bón. Nuti IQ Gold phát triển trí não, tiêu hóa khỏe mạnh. Hầu hết những người bị ê bút răng thường không xử lý tình trạng này. Họ không có thời gian để tìm giải pháp xử lý hiệu quả. Tôi khuyên dùng kem đánh răng Sensodyne Rapid Relief. Có một giải pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng. Chỉ cần thoa kem đánh răng Sensodyne Rapid Relief lên vùng răng bị ê buốt, bạn có thể nhanh chóng thưởng thức đồ lạnh, cảm giác ê buốt đã không còn, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Chải răng 2 lần mỗi ngày với Sensodyne Rapid Relief như các loại kem đánh răng thông thường sẽ giúp ngăn chặn các cơn ê buốt quay lại. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Hanvico ấm áp như lòng mẹ. Mẹ ơi, mẹ giặt đã có tay rồi này, mẹ không cần phải giặt tay trước nữa. Đúng vậy, vì giờ đây đã có Omomatic mới cho giặt máy. Sức mạnh 3X sẽ xoáy tan hoàn toàn các vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần giặt tay trước. Omomatic mới xoáy tan vết bẩn ngay trong lồng giặt. Trọng quá khứ, nhưng hãy sống trọn từng giây. Để có làn da đẹp, Nhật Kim Anh đã sử dụng bộ sản phẩm SH Today của công ty Hải Dương, được chiết xuất từ mũ trôm và tinh chất ốc sên. Từ khi sử dụng bộ sản phẩm SH Today, Nhật Kim Anh đã không còn sợ da mình bị sạm như nắng gió nữa. Các bạn hãy tin dùng và cảm nhận sự khác biệt của SH Today nhé. Sao không giặt đồ? Nhanh lên! Giấy nước giặt Tide Plus mới. Quý vị và các bạn thân mến, với cuộc sống năng động hiện nay, mọi người quan tâm đến hình thức bên ngoài rất nhiều. Do đó, mụn trứng cá trở thành mối lo ngại lớn cho các bạn trẻ. Hãy cùng Ngọc Diệp theo dõi phóng sự ngay sau đây về mụn trứng cá các bạn nhé. Giới trẻ hiện nay rất quan tâm đến vẻ thẩm mỹ trên khuôn mặt, đặc biệt là mối lo ngại về mụn trứng cá khiến họ đánh mất sự tự tin. Mụn trứng cá gây ảnh hưởng xấu tới thẩm mỹ,
khiến những người mắc phải thường mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tham gia các hoạt động và kém năng động trong công việc. Vì vậy, mặc dù không phải là căn bệnh nguy hiểm tính mạng, song đây là căn bệnh rất được quan tâm điều trị. Mục tiêu trị trứng cá là hết mụn, tránh tái phát và không để lại vết thâm, sẹo. Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá là do chức năng khử độc của gan bị suy giảm, khiến cho các cái chất độc không được thải ra ngoài và tích tụ lại lỗ chân lông và sinh ra mụn trứng cá. Và mụn trứng cá mà khi bị vi khuẩn xâm nhập sẽ gây viêm, làm cho mụn sẽ nặng hơn và rất dễ để lại sẹo, vết thâm sau mụn. Tại nhà thuốc chúng tôi thì có rất là nhiều bệnh nhân là các bạn trẻ đã ra để hỏi về cách điều trị mụn trứng cá. Thì chúng tôi cũng tư vấn rằng là để điều trị mụn trứng cá mới hiệu quả, tránh tái phát và không để lại vết thâm và sẹo, các bạn nên dùng cái sản phẩm viên uống ngừa mụn An Bảo. Thì viên uống ngừa mụn An Bảo nó có chứa cái dược liệu là diệp hạ châu đắng, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc gan. Ngoài ra thì nó còn có dược liệu là liên kiều, có tác dụng chống viêm. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt. Mà mặt khác, ở trong cái viên uống ngừa mụn An Bảo, cái hàm lượng các vị dược liệu này rất là cao, cho nên nó hiệu quả rất là nhanh. Bạn có thể uống khoảng 15 đến 20 ngày mà đã có cái hiệu quả tốt rồi. Mụn trứng cá là tình trạng bệnh lý mãn tính của các đơn vị nang lông tuyến bã ở da. Nguyên nhân gây mụn là do tuyến bã nhờn bài tiết quá mức, làm cho các chất tiết ra không đào thải kịp mà tích tụ lại tại lỗ chân lông, hoặc do da bị bám bẩn, khiến miệng tuyến bã bị tắc nghẽn, các chất bã nhờn không thoát ra ngoài, từ đó hình thành nên nhân mụn, mụn đầu trắng, đầu đen. Nếu cộng thêm tác động của vi khuẩn có sẵn trong nang lông tuyến bã tăng sinh hoặc kèm theo bội nhiễm của một số vi khuẩn khác như tụ cầu, POV, sẽ gây nên tình trạng viêm nhiễm sinh ra mụn mủ, mụn bọc với biểu hiện sưng, nóng đỏ, đau. Viên uống ngừa mụn An Bảo là sự kết hợp hoàn hảo các vị dược liệu diệp hạ châu đắng, kim ngân hoa, bồ công anh, liên kiều, đường quy, xuyên tâm liên với cơ chế trị mụn dựa trên nguyên nhân gây bệnh, đó là hạn chế sự bài tiết chất bã nhờn, kháng viêm và diệt khuẩn. Hàm lượng các vị dược liệu này trong An Bảo rất cao nên có hiệu quả rất tốt trong điều trị mụn, tránh để lại thâm và sẹo sau mụn và ngăn ngừa tái phát. Bên cạnh việc uống An Bảo hàng ngày thì việc vệ sinh sạch sẽ giúp thông thoáng bề mặt da cũng rất quan trọng để phòng ngừa mụn trứng cá. Điều trị thông minh là khi sử dụng sản phẩm điều trị dựa trên nguyên nhân gây bệnh, bởi vì bất cứ bệnh gì cũng phải điều trị từ nguyên nhân thì mới điều trị tận gốc và tránh tái phát được. Tôi bị mụn đã một thời gian dài và có đi khám chữa ở rất nhiều nơi, được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn cho sử dụng viên ngừa mụn An Bảo. Đến nay đã dùng được một thời gian, các vết mụn trên gương mặt tôi mờ hẳn đi, không còn những vết thâm, vết sẹo của trước kia nữa. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất trong điều trị mụn. Viên uống ngừa mụn An Bảo, sản phẩm của Nam Dược, nhà máy đoạt giải vàng chất lượng quốc gia. Viên uống ngừa mụn An Bảo, thanh nhiệt, mát gan, tiêu độc, giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Hôm nay chúng tôi được trang điểm theo một phong cách cực kỳ là ấn tượng, và ấn tượng nhất là đôi mắt. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi đeo kính áp tròng nên tôi cảm giác rất là vướng, nước mắt cứ chảy ra như kiểu nó khóc vậy. Giờ như mắt của tôi nó đang đỏ lên bởi vì đeo kính áp tròng. Khó chịu quá. Nhìn vào trong gương thì tôi thấy khuôn mặt của tôi sau khi trang điểm khá là đẹp chứ. Mọi người bảo tôi giống một con già điểu nhưng mà tôi không thấy vậy. Tôi thấy tôi khá là cá tính và có phần hơi dữ tợn. Ngày hôm qua chúng tôi đã có một cái buổi huấn luyện thể lực, cho nên tôi nghĩ rằng buổi chiều ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái gì đó nó liên quan đến thể lực, sự khéo léo, sự cân bằng và dẻo dai. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bước vào cái buổi chụp hình ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng để có bức hình đẹp nhất. Xin chào 11 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Người Mẫu Việt Nam năm 2013. Mỗi một buổi chụp hình, mỗi một nhiếp ảnh gia, mỗi một người sáng tạo, họ đều đưa ra những đòi hỏi, những yêu cầu khác nhau, những màu sắc khác nhau, những tình cảm và trạng thái của những bức hình khác nhau. Và ngày hôm nay, thử thách của các bạn đó chính là một buổi chụp hình mang âm hưởng tương lai với giải đèn sáng rất là mạnh. Tôi bị choáng ngợp bởi cái chủ đề ngày hôm nay là viễn tưởng và hướng tới tương lai. Tại vì tôi rất thích xem những cái bộ phim về cái chủ đề khoa học viễn tưởng. Với những bộ trang phục bằng ni lông của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, các bạn sẽ phải đem lại những tấm hình hiện đại, độc đáo, thật thời trang. Và ngày hôm nay người sẽ đồng hành với các bạn, nhiếp ảnh gia Duy Kỳ Nguyễn.
tôi được mặc một chiếc áo khoác bằng chất liệu nhựa trong suốt và phải làm việc với hai người bạn diễn mới, đó là hai cái bóng đèn. Em phải nhớ là em chụp cả người chứ không phải là em chụp chân dung. Em làm như thế là toàn bộ cái phần dưới của em nó không hề cử động, là em chỉ có làm mỗi cái mặt của em không thôi. Tôi vừa phải tạo dáng cho một cái bộ trang phục nó rất là cứng, nó khó cử động. Hơn thế nữa là cầm những cái bóng đèn rất là nóng và phải đánh sáng sao cho chuẩn với cả khuôn mặt. À, có vẻ như là gian nan thì bắt đầu tăng lên rồi đấy. Em thấy những cái người nhảy breakdance người ta hay có những cái động tác mà nó The Bible Kill. Đó, em phải đưa cái cơ thể của em ra những cái chuyển động nó phải mạnh, nó phải có những cái độ dừng nhất định. Trước đây thì lúc nào tôi chỉ trung thành với một số kiểu tạo dáng nhất định thôi. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên trong đầu lại có một cái tạo dáng rất là hay ho. Và cái tạo dáng đó lại dẫn đến một cái sự cố cho tôi. Đấy là cái bắp chân phải của tôi thì nó đau co rút một cách kinh khủng. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Bước ra khỏi cái lồng kính của buổi chụp ảnh thì tôi khuỵu ngay chân xuống. Và phải mất một thời gian sau cái chân của tôi thì mới có thể đi lại bình thường được. Thực sự lúc này thì tôi cảm thấy rất là lo, bởi vì khi mà mặc cái áo bằng nhựa cứng này ở bên ngoài thì rất là khó cử động và không biết là tôi có thể tạo dáng được với hai cái đèn này hay không. Nhiều lúc chỉ cần đơn giản như thế thôi nhưng ánh mắt thật là mạnh. Thực sự thì tôi là một người khá là mạnh mẽ và khi mà vô chủ đề chụp hình này tôi đã nghĩ rằng mình phải thể hiện cái sự mạnh mẽ đó ra bên ngoài. Mạnh lên, cái hành động của mình mạnh lên. Tôi đã cố gắng tạo những dáng thật là gấp để có thể thể hiện được cái sự mạnh mẽ cũng như là hợp với chủ đề mà ban giám khảo đã đưa ra. Xong rồi, cảm ơn em. Tôi cảm thấy rất là mệt bởi vì mặc cái này rất là nóng và cầm hai cái đèn thì nó khá là chói mắt. Trong chủ đề chụp hôm nay tôi sẽ thành một cô gái tương lai cố thoát khỏi sự bức bối trong lòng và thoát khỏi cái lòng đó. Nào, giao lưu động kính đi. Đứng trên đôi giày cao gót 20 phân và đứng khuỵu xuống thì rất là mỏi, với bộ đầm rất là nặng nữa. Tôi bắt đầu lo lắng và hồi hộp. Thả lỏng hai cái vai và cái cổ ra. Mở cái vai ngoài ra là cái cần cổ nó sẽ tự dài. Khi chụp hình thì có quá nhiều điều để tôi chú ý. Cái mặt, cái chân, đôi guốc, cái váy, hai cái bóng đèn. Tôi lại quên cái cổ và cái vai. Cái lườn đâu? Tại sao cứ đưa cái bụng về ống kính như thế? Trước mắt là một người mẫu thì tôi biết là vào cuộc thi này tôi sẽ gặp trở ngại rất là lớn. Từ những áp lực ban giám khảo đặt cho tôi và mọi người trông đợi ở tôi sẽ làm được những gì thì nó giống như là một cái rào cản để tôi bứt phá vậy. Nghiêng cái người nữa về ống kính. Quay nữa đi. Rồi, cảm ơn. Theo tôi thì một con người ở tương lai sẽ rất là thông minh, rất là khỏe mạnh, giống một con robot ạ. Không căng thẳng nào. Cổ. Không phải gồng, thoải mái. Tạo dáng không có nghĩa rằng là cứ phải quằn quại lên mới là tạo dáng. Nhiều khi em chỉ đơn giản là đẹp rồi. Mở cái vai về đây. Xong, cảm ơn em. Thật sự thì vẫn chưa hài lòng lắm, tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn. Lần trước cứ đà điểu thì bị ban giám khảo chê. Tôi nghĩ lần này tôi sẽ khắc phục, biết điều tiết hơn để có những bức hình nó ổn hơn. Tuyệt. Tất cả các thứ xung quanh em nó rất là mạnh. Hai cái cầm tay của em cũng đã rất là mạnh rồi. Em mà cứ bình thường như hiệp sĩ lúc nãy là em mờ hơn cái khung cảnh. Tôi nghĩ về những bức hình của những tập trước để rút ra kinh nghiệm và những cái vướng mắc về tay hay về khuôn mặt, về biểu cảm để tận dụng vào cái buổi chụp hình. Tôi nghĩ rằng là chuyển động trong chụp hình nó cần phải có điểm dừng của chụp hình. Nhưng mà khi mà bước vào trong đây tôi lại quên. Tốt, cái phần người nào? Tôi đã tiếp thu được lời từ anh em Trung và biết cách vận dụng vào trong buổi chụp hình của mình. Lấy cái đèn nó soi ngược lại vào mặt cho anh xem nào. Được chưa? Tốt. Rồi. Tôi rất lo lắng bởi vì phần chụp hình lần trước của tôi kết quả không tốt. Nhưng lần này tôi nghĩ là tôi phải cố gắng hơn rất nhiều để có một bức ảnh đẹp nhất. Tôi không nghĩ ra một cách tạo dáng nào và phải xử lý ra sao với hai cái bóng điện. Ngồi không đẹp. Ngồi bị cái người rất là ngắn. Cái khó ở đây không phải là sức nóng của bóng điện hay là độ cao của đôi giày cao gót, mà tôi nghĩ là do cái suy nghĩ của tôi về những cái cách tạo dáng chưa thực sự là tốt, nên đó là điểm khó đối với tôi. Mắt mạnh lên nữa à, ác vào. Này bạn, gãy hẳn người xuống.
Rồi, cúi hết cằm. Đúng rồi. Rồi, được. Bây giờ tôi mới nhận ra được ba chữ người vô hình. Thực ra thì tôi cũng biết được khái niệm này rồi, nhưng quả thật khi chính mình đóng vai cái người vô hình này, khi luôn luôn trong một cái vỏ bọc để người ta không ấn tượng, và đến cả chính những người làm việc với mình đôi khi họ không nhớ tên mình, quả thật đó là những điều mà làm cho tôi rất là bức bối. Tôi có biết là Kiên đang rất là bức bối vì một cái gì đó cụ thể, tôi không biết là gì, tại vì Kiên thì cũng không nói với tôi. Cái tâm trạng của tôi và cảm xúc của tôi rất là bực bội và khó chịu, bởi vì tôi nhìn thấy cái lồng đấy nó như là cái lồng hiện giờ đang bao quanh tôi vậy. Bước vào cái lồng đấy thì đầu tiên rất là ngột ngạt, bị bách, và sau tôi lại phải kìm nén cái cảm xúc của mình xuống, diễn cho đúng cái nội dung. Em mất bình tĩnh quá là cái cánh mũi của em nó lại hỉnh lên đấy. Thật sự tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào hết, bởi vì tôi phải lấy lý trí để kìm nén cảm xúc của mình trong buổi chụp hình để nó không đi quá xa. Một vai cao một vai thấp nó sẽ đẹp hơn. Tôi muốn đưa cái bóng đèn điện đi hướng này đi hướng khác, khiến nhiều ảnh gia để bảo rằng đưa hướng này đưa hướng khác là vượt qua khỏi cái lồng. Khi đấy thì tôi có cảm giác là nó cũng như là cái lồng đang thu hẹp tôi trong chính ngôi nhà chung này vậy. Các góc mặt khác nhau. Và thực sự không thỏa mãn, bởi vì nó không đưa cho tôi những cái thứ mà tôi cần, nó không cho tôi giải thoát chính bản thân mình, nó không đưa cho tôi những cái mà tôi muốn tạo ra điểm nhấn, tôi muốn lột xác, tôi muốn cho họ thấy rằng tôi có được ngày hôm nay không phải do ăn may. Hôm nay tôi phải đi một cái đôi giày rất là cao, chắc là phải cao tới 30 phân. Và cái bộ trang phục thì nó bó sát vào người tôi từ đầu cho đến chân, tôi cảm thấy là di chuyển rất là khó. Vai, cổ. Đó. 2, 3 là co lên được đó. Đang chụp hình thì tôi mất thăng bằng và ngã lạch một cái. Nhưng mà tôi không sợ, tại vì thực ra đó cũng là một cách để thúc đẩy cái cảm xúc ở trong tôi. Đi trên những cái giày cao ấy, làm gì thì làm, giữ cái thăng bằng nó trước. Tự nhiên ngã một cái và cảm thấy mình tràn đầy cái năng lượng, nên là tôi cảm thấy rất thoải mái. Đây. Đó. Xong rồi thua à? Tôi nghĩ là tôi làm tốt cái công việc vừa rồi của mình, do là cái tinh thần của tôi cũng thoải mái. Tôi hy vọng là tôi có một bức hình đẹp. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tự tin để bước vào cái buổi chụp hình ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng để có bức hình đẹp nhất. Đúng rồi đó. Tuần trước thì ban giám khảo có nói với tôi là khuôn mặt của tôi diễn quá, nên là tuần này tôi sẽ cố gắng không diễn nữa và cố gắng thể hiện hết để mà tìm lại chính mình. Cái phần mặt cổ của em ổn. Và bây giờ phần người. Tôi nghĩ hai bóng đèn là cái trở ngại lớn nhất của tôi, bởi vì phải diễn làm sao cho ánh sáng của nó phù hợp với cái dáng mình đứng để cho máy ảnh bắt được những góc đó của tôi. Xoay cái phần hông lên một tí. Không cần phải nhìn đúng kính. Nhìn sâu rồi. Đúng rồi. Rồi đây, cảm ơn. Sự là cái bộ đồ này nó làm tôi khó chịu, và cái cách tạo dáng của tôi hình như nó hơi cứng một chút. Trước khi vào set chụp tôi lại không hề suy nghĩ gì hết. Khi mặc đồ và cầm hai cái bóng đèn trên tay, tôi bắt đầu mới suy nghĩ để mình có thể tạo những thứ ổn nhất với bản thân mình. Làm việc với hai cái đèn, mặc bộ đồ liêu trong suốt và cầm hai bóng đèn đấy. Lúc đầu tháng qua tôi thấy mình giống siêu nhân, nhưng xem lại tôi cảm giác gần như là con người tương lai nó sẽ vô cảm như là những thứ xung quanh. Còn các góc mặt khác nhau. Đó. Tôi là một thí sinh online đã chiến thắng, nên khi tôi bước vào khu nhà chung này, tôi là một thí sinh gần như là nhạt nhòa nhất giám khảo, không biết gì về tôi cả. Nhưng sau có mỗi vòng thi thì tôi đã thể hiện được mình là không phải một thí sinh nhạt nhòa mà không phải thí sinh một màu, đã thể hiện được rất nhiều màu sắc. Xong rồi đấy chung ạ. Nếu là người tương lai thì nó đã có một cuộc sống quá mức là công nghiệp rồi, và nên là mình nghĩ là mình sẽ thể hiện một con người chủ yếu là nội tâm và những thế đứng của mình thật sự là đơn giản. Mình đã vẽ nên một bức tranh có thể nói là tương đối hoàn chỉnh về những thứ mà mình cần thể hiện. Đổi dáng khác đi đại ơi. Em thử thay đổi đi, em bây giờ em muốn làm một con robot cho anh xem nào. Mình
không biết mình phải thay đổi như thế nào và mình phải làm gì để thay đổi để có được những điều đó. Mình loay hoay để tìm được cái chung giữa những cái mình vẽ nên và những cái ban giám khảo vẽ nên. Tại trong tấm hình này em không liên quan. Tất cả mọi thứ nó không phải là vấn đề là em muốn như thế nào, mà vấn đề rằng là cái muốn của em nó có xây dựng được ra và nó có tạo ra được một cái hình ảnh đẹp hay không. Ai cũng có thể muốn, nhưng mà cái muốn đấy nó không tạo ra một cái cảm giác và một cái hình ảnh đẹp thì cái muốn đấy cũng chẳng để làm gì cả. Trong nghệ thuật thì một chủ đề có thể người ta tưởng tượng ra thứ A và có thể người ta tưởng tượng ra thứ B. Đối với trường hợp này thì có thể giám khảo nghĩ ra thứ A và mình nghĩ ra thứ B nên... Cái người gãy nặng thì cái chốt chuyển động mạnh một tí nữa. Cuối cùng là buổi chụp hình không thành công tại vì mình vẫn không tìm được điểm chung nào cả và dù mình vẫn muốn cố gắng nữa. Sao làm được? Sao ạ? Không làm được. Lần nào mà nó không làm được thì nó cũng tấp 4, tấp 5 mà nó làm được thì tấp 2, tấp 3. Thôi đi. Đạt bước vào phòng chờ và nói rằng là em không làm được, em lo quá này kia, đã trở thành một điều quá lỗi bình thường với tôi rồi, bởi vì là lần nào Đạt cũng nói là Đạt không làm được. Nhưng mà kết quả là Đại luôn nằm trong top 4, top 5. Cho nên là tôi cũng chẳng mảy may mà tôi lo rằng là Đại sẽ rớt. Thế là lúc nào Đại chụp ra cũng kêu xấu hết á, mà Đại không biết sửa chỗ nào ấy, hiểu không? Tuần trước là một tuần đầy cam go đối với mình và mình đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để có thể là người bị loại rồi. Và không ngờ kết quả lại vượt qua một đợt. Còn tuần này mọi chuyện lại khác. Mỗi tuần lại là một cơ hội mới, một thử thách mới. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ tỏa sáng. Còn nếu bạn không, đó là do bạn và bạn phải chấp nhận rủi ro về phía mình. Chúng ta cũng đã hoàn thành xong một ngày làm việc rất dài cho đến bây giờ khi chương trình đã đi quá một nửa. Sự cố gắng của các bạn thì chúng tôi luôn luôn nhìn thấy. Thế nhưng đối với nhiều bạn, có lẽ sự cố gắng đấy chưa đủ. Có những người đã thực hiện khá tốt, có những người thật sự chưa hiểu rõ lắm về những cái âm hưởng, cách tạo dáng làm sao cho hợp với concept để có được kết quả tốt nhất. Cảm ơn Yuki Nguyễn và cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Công nghệ chụp ảnh đột phá với 41 megapixel, nét từng chi tiết. Nokia Lumia 1020, cuộc cách mạng nhiếp ảnh trên smartphone. Mắt em à, Lise. À, Lise. Với vitamin B6 và B12, Virotolise cho mắt khỏe đẹp. Không dùng Virotolise cho người tăng giảm áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi muốn hoàn toàn thoải mái khi vui chơi. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình thông minh, khỏe mạnh và điều này phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng của bé ngay từ trong bụng mẹ. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, các loại siêu dưỡng chất như axit folic hay sắt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ ngay từ lúc chưa chào đời. Do đó, việc bổ sung sắt, axit folic trong thời kỳ mang thai là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc uống viên sắt lại gặp trở ngại rất lớn do tác dụng phụ gây ra trên đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là táo bón. Đây là nỗi sợ hãi của các bà bầu khi uống viên sắt. Đó cũng chính là lý do chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị viên sắt cho bà bầu Fenana. Viên sắt cho bà bầu Fenana chứa sắt nano, axit folic, các vitamin, các nguyên tố vi lượng và 17 axit amin thiết yếu, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mẹ và sự phát triển của bé, phù hợp cho phụ nữ có dự định mang thai, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sau khi sinh. Sắt là nguyên liệu để tổng hợp nên hemoglobin, chất có mặt trong tế bào hồng cầu. Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu, người mẹ sẽ mệt mỏi, dễ sảy thai, đẻ non, đẻ con nhỏ yếu, dễ bị băng huyết khi sinh, thậm chí có thể dẫn tới tử vong cả mẹ và con. Axit folic có vai trò quan trọng trong cấu tạo và phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi. Người mẹ trong giai đoạn mang thai bị thiếu axit folic sẽ gây các ảnh hưởng, cân nặng, sơ sinh thấp, dị tật ống thần kinh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm sắt axit folic. Tôi có quan tâm một cái sản phẩm, đó là sắt Nana. Thành phần trong cái sắt Nana này chủ yếu là nó cung cấp thứ nhất là cái sắt và thứ hai là cái axit folic. Cái sắt của nó dưới dạng gọi là sắt nano. Và khi sắt nano tức là các cái phân tử sắt được phân chia dưới dạng nanomet rất là nhỏ. Cho nên nó có tác dụng tối ưu sử dụng cái viên sắt này thì tôi nghĩ rằng tránh được cái tình trạng là táo bón thì cũng là rất tốt. Lần trước thì mình cũng dùng một số loại sắt nhưng mà hiệu quả thì không cao, vì cụ thể là mình bị táo bón nên là mình sợ. Thế sau khi được bác sĩ tư vấn thì mình đã dùng Fenana và thấy hiệu quả rất là tốt.
Mình nghĩ là các bà bầu thì nên dùng loại này. Hãy là bà mẹ thông minh bằng cách lựa chọn sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho cả mẹ cả con để dòng con nhà bạn khỏe mạnh và thông minh. Xin chào tất cả các bạn. Tuần vừa qua, với bài học thể lực vận động với những chuyên gia từ trung tâm California Fitness and Yoga đã giúp cho các bạn có sự tự tin hơn đến với buổi chụp ảnh với chủ đề viễn tưởng tương lai. Điều mà chúng tôi muốn nhìn thấy ở tất cả các bạn đó chính là sự sáng tạo cao để có những tư thế tạo dáng cho ra những bức ảnh thời trang đắt giá nhất. Chủ đề tuy đơn giản nhưng không dễ dàng một chút nào, và ai đã làm điều đó tốt nhất, còn ai chưa vượt qua được thử thách này. Nhưng trước tiên tôi muốn giới thiệu thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay: giám đốc thời trang nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo chuyên gia trang điểm Nam Trung, và một vị khách mời đặc biệt, người sáng lập đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của trung tâm California Fitness and Yoga, anh Brandy Dobson. Và tôi, Thanh Hằng, đã có 7 thí sinh trong số các bạn phải ra về. Và chặng đường đi đến ngôi vị quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam 2013 ngày càng gần hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải lần lượt chia tay nhau, vì ngôi vị quán quân chỉ có một mà thôi. Và người chiến thắng của chương trình Người Mẫu Việt Nam 2013 sẽ nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn như sau: một hợp đồng làm việc trong vòng 2 năm với công ty quản lý và đào tạo người mẫu VU Models trị giá 1 tỷ đồng xuất hiện trên trang bị tạp chí F Fashion cùng phần thưởng 200 triệu đồng; một hợp đồng đại diện của thương hiệu Nokia cùng phần thưởng với tổng trị giá 300 triệu đồng; phần thưởng trị giá 200 triệu đồng từ mỹ phẩm Bourjois; một năm sử dụng dịch vụ làm đẹp tại Palmas Beauty Clinic trị giá 300 triệu đồng; thẻ Centurion membership từ trung tâm California Fitness and Yoga trị giá 450 triệu đồng; một năm ở tại căn hộ cao cấp 5 sao The Vista cùng tập đoàn Capitaland; một hợp đồng quảng cáo cho nhãn hàng thời trang Caniva trị giá 200 triệu đồng; một chuyến trải nghiệm châu Âu dành cho top 4 do tạp chí F Fashion và công ty VU Models tài trợ. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần đánh giá từ ban giám khảo. Thí sinh đầu tiên, Dương Mạc Anh Quân. Về cái phần cơ thể, em làm việc rất nhanh thế nhưng chưa đủ. Làm sao để cái cảm xúc nó đến với em ngay lập tức? Cái cảm xúc đối với một cái người mẫu, đối với một cái diễn viên, nó phải luôn luôn tràn đầy. Nhiều lúc chúng ta phải nói nó phải tự động có, chứ không phải là cố gắng mà đứng mà nặn mà tạo. Ý tưởng của cái chủ đề hôm đó, mình có thể diễn như con robot. Cái thứ hai, có thể làm cực kỳ mạnh. Cả hai cảm xúc đó tôi đều không thấy trong cái bức hình này. Nhìn vào bức hình, tôi thấy bạn có một hình thể rất nam tính, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại khá nữ tính. Đáng lẽ, thay vì bạn cần phải thể hiện sự mạnh mẽ, thì tôi chỉ thấy về quyến rũ trong tấm hình này. Tôi nghĩ là một lần thì bạn đã tiếp thu và bạn đã hiểu. Tôi không hiểu sao bạn lại quay về cái cảm xúc đó, thì tôi cảm giác mình hơi bị thất vọng. Cảm ơn bạn. Nguyễn Thị Hằng. Em đã có một sự tiến bộ rất tốt. Em điều khiển được những cái điểm khớp, những cái trục trên cơ thể của mình để tạo ra được một cái tạo dáng nó mạnh. Cái sự đơ đơ của em, cái không cảm xúc của em vô tình nó phù hợp với cả cái concept chụp hình này. Chúng tôi thì luôn đòi hỏi rất cao ở người mẫu, chứ không phải là những cái ăn may. Với chủ đề chụp hình này, biểu cảm trên gương mặt rất quan trọng. Nhưng với cách tạo dáng trong bức hình, khi khuôn mặt của bạn đã bị che lấp hết và không thấy được biểu cảm của bạn. Quan trọng trong con người bạn phải có nhiều cảm xúc. Thì khi bạn có nhiều cảm xúc, bạn sẽ được bộc lộ ra được, bạn sẽ làm điều đó nó dễ hơn. Cảm ơn bạn. Mâu Thị Thanh Thủy. Tôi không thể chê được em ngày hôm đấy, ngoài một số những cái điểm là em phải cong thêm cái người một chút xíu nữa để cho nó mạnh hơn. Trong cái tấm hình này thì cũng giống như em bây giờ, cứ mạnh mẽ hơn là sẽ được. Chứ còn cứ hoa hậu và an toàn thì em sẽ chẳng được gì đâu, nếu như để tính em là một người mẫu thời trang. Gương mặt và đôi mắt của em thực sự mang lại cho tôi một cái cảm giác rất ấn tượng. Nếu như cái bước chân của em đằng sau dài hơn và em làm cái dáng đổ hơn ra đằng sau một chút thì trong cái bức hình này nó mới hoàn hảo. Bạn đã có kinh nghiệm là một người mẫu, bạn hơn người khác rất là nhiều. Nhưng tôi muốn nhìn thấy ở bạn sự tiến bộ vượt bậc hơn nữa. Bạn có một đôi chân rất dài và một hình thể rất chuẩn của một người mẫu. Nhưng trong tấm hình này, tôi đã không thấy được điều đó. Đặc biệt trong phần thân dưới, đôi chân của bạn trông khá ngắn. Và đây là một điều rất đáng tiếc. Cảm ơn bạn. Nguyễn Thị Thanh. Một chiếc chân rất đơ, thẳng một cách vô đối. Tôi đã phải làm việc với Thanh rất là nhiều về cách chuyển động để cho nó chân tay khác nhau đi, mà em cứ toàn cùng chân cùng tay thôi. Trong thực tế, đôi chân của em cũng khá
khá là dài, em đã không lợi dụng được nó trong tuần này. Tôi thì cảm thấy là Thanh tiến bộ rất là nhiều, nhưng tiến bộ lúc nhanh, lúc chậm. Biết mình chậm hơn những bạn khác thì mình phải cố gắng lắng nghe nhiều hơn, cố gắng cảm nhận nhiều hơn bạn khác. Khi người khác chia sẻ cho bạn cái khuyết điểm thì bạn phải nắm cái khuyết điểm đó, sửa chữa, và đó là một cái động lực để cho bạn phát triển hơn nữa, để bạn tiến bộ hơn nữa. Cảm ơn bạn. Trần Quang Đại. Tất cả những gì Đại đã từng làm trong những tập vừa qua, nó trôi tuột đi ngay lập tức, bởi vì Đại không hiểu rằng mình phải làm gì cho nó đúng với bối cảnh. Em bảo là em không thích làm người máy, em thích làm một con người, và không liên quan gì đến bối cảnh xung quanh. Thì đấy là một trong những cái cảm nhận sai lầm hoàn toàn. Trong tấm hình này, nhìn bạn trông giống như một cô bé 12 tuổi đứng tạo dáng trước gương hơn là tạo dáng của một người mẫu. Bạn cần phải thể hiện được sự mạnh mẽ, tự tin, và đặc biệt là bạn phải luyện tập thường xuyên để có một hình thể chuẩn hơn. Vì hiện đây hình thể của bạn chưa thực sự mạnh mẽ và thu hút. Em phải làm sao mà với bất kỳ một cái buổi chụp hình nào, hay bất kỳ một nhà thiết kế nào, bất kỳ một nhiếp ảnh nào, họ cũng phải yêu thích em thì em mới có thể thành công được. Đại là một người nhạy bén và thông minh. Sự thông minh sẽ đạt tới hiệu quả nếu mình đặt đúng việc, đúng chuyện. Cảm ơn bạn. Vũ Tuấn Việt. Với tuần này, em bớt làm quá hơn giống lần trước, và em biết kiểm soát mình hơn, thì em đã có rất nhiều bức hình đẹp. Khi mà chúng tôi nhắc bạn phải mạnh hơn, phải dữ hơn thì mới ra được shot ảnh như thế này. Còn nếu không, bạn lại quay về con người cũ của bạn. Cứ là chính mình thì em sẽ là một cá thể duy nhất. If you're going to be an exceptional model, then you've bạn là một thí sinh rất tiềm năng, nhưng để thành công, bạn sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều. Hãy đặt áp lực cho chính mình để luôn phải làm tốt hơn những điều bạn có thể làm được nếu bạn muốn tiến xa hơn. Cảm ơn bạn. Nguyễn Thị Trà My. Em chọn cái cách thể hiện rất là tốt, có những điểm mới lạ, có sự cố gắng, thế nhưng không phải là một bức hình hoàn hảo. Đối với tôi khá ấn tượng với gương mặt của em, nhưng mà em chưa biết mình phải làm cái gì để mặc dù em có sự cố gắng. Thế mình không phải là quá xấu cũng là đẹp, mà chúng tôi không thấy được sự tiến bộ rõ ràng của bạn. Bạn chưa hiểu trên khuôn mặt của bạn điểm nào là khuyết điểm mà điểm nào là ưu điểm. Nhìn con mắt rất là có hồn, nhưng bạn không biết cái khuyết điểm là cái môi của bạn. Bạn cúi xuống, bạn đường anh Nam Chung, mà cái môi bạn, cơ môi của mình không phải là đẹp, thì bạn phải nên hở ra một tí, mặt của bạn nhìn nó cũng dễ chịu hơn. Bạn có một cơ thể cân đối, nhưng hiện chiều cao của bạn chưa thực sự nổi trội. Vì vậy, khi chụp hình, bạn phải học cách tạo dáng để cho đôi chân của mình trông dài hơn, hay biểu cảm khuôn mặt trông ấn tượng hơn. Và hiện tại, tôi chưa thấy được điều đó trong tấm hình này. Cảm ơn bạn. Lê Văn Kiên. Nếu mà tôi nhìn tấm hình này trong một tờ tạp chí thì tôi sẽ lật nó qua, và tôi cũng không muốn ngắm nó lại. Em đã cố gắng rất nhiều. Tất cả những cái sự cố gắng của em, nó tạo ra cái tấm hình nó chưa đủ cái sức hút. Tôi biết là bạn rất cố gắng, nhưng mà tôi cảm giác mọi thứ nó bị quá so với bạn. Cảm ơn bạn. Đinh Hà Thu. Bức hình của em tạo ra là một bức hình tôi rất thích. Tôi thích từ cái cách em thể hiện đường cong, cái cách em để cái bóng đèn lên trên, cái cách em xử lý cái khuôn mặt, đến cái cảm xúc. Tôi nghĩ rằng đây là một cái buổi chụp chuyên nghiệp đối với cá nhân của bạn. Trước mặt tôi đã thấy là một hình ảnh một cô gái không ủy mị nữa, mạnh mẽ hơn. Khi ngồi xong mới quay, có những khoảnh khắc tôi thấy bạn không thật. Nhìn bạn té, tôi thực sự xót và tôi muốn bay vào để giúp đỡ bạn. Nhưng mà không hiểu sao ngay cái khoảnh khắc đó tôi cảm giác như là bạn tạo nên sự kịch tính. Thực ra là không phải là tạo sự kịch tính đâu ạ. Lúc đó là ngã thật ạ. Và lúc đó thì cái cú ngã đấy không làm cho em sợ. Và tôi muốn nhìn thấy một Đinh Hà Thu thật hơn, mạnh mẽ, nhưng đừng giả tạo. Em sẽ tiếp nhận điều đấy. Muốn trở thành một người mẫu thành công, ngoài việc phải luôn tập luyện để có hình thể đẹp, thì bạn cần phải học cách tiết chế cảm xúc cá nhân để không mang những cảm xúc cá nhân trong buổi chụp hình, vì không ai muốn làm việc với những người không chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Trần Mạnh Kiên. Ở trong tấm hình này, về phần cơ thể và những cái tạo dáng của Kiên, nó vẫn giống như tất cả những bức hình từ vòng sơ tuyển cho đến bây giờ. Em cần phải tìm cái cách chuyển động và cái cách làm việc với cơ thể mình nhiều hơn nữa, chứ nó không chỉ đơn thuần là đứng nghiêng như thế này nữa đâu, và như thế này nữa đâu. Về cái phần cảm xúc và ánh mắt, em làm rất tốt. Cái phần tạo dáng của em thì lại không có gì đặc biệt. Đối với tôi thì đây là một cái tạo dáng quá bình thường. Có vẻ như bạn chưa hiểu được ý tưởng của buổi chụp hình này. Bạn có một hình thể rất nam tính, nhưng ánh mắt của bạn trong tấm hình thì lại quá yếu. Do đó, bạn sẽ còn phải tập luyện rất nhiều.
whoever you imagine there, right? Cảm ơn bạn. Công ty Fataco xin thông báo, thuốc thảo dược bông sen tác dụng điều trị hỗ trợ các cơn cai nghiện ma túy, dùng cho người mới nghiện hoặc nghiện lâu năm với hình thức hút hít, nuốt chích các chất ma túy. Thuốc có tính an toàn, các cơn cai nghiện một cách êm dịu, không vật vã, dễ uống, giúp người nghiện phục hồi sức khỏe, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Thuốc được ứng dụng để điều trị hỗ trợ các cơn cai nghiện ma túy ở các trung tâm cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Hiện bông sen đã có mặt tại các trung tâm cai nghiện, cơ sở y tế và các nhà thuốc trên toàn quốc. Bạn lo lắng bởi viêm nhiễm phụ khoa? Nam dược phụ viêm khang, viêm uống từ thảo dược dùng hỗ trợ cho phụ nữ trong viêm nhiễm phụ khoa. Nam dược phụ viêm khang, xua đi nỗi lo thầm kín. Gương mặt anh Quân, tôi nghĩ về phần tạo dáng của Quân thì khá tốt, nhưng mà biểu cảm gương mặt thì này nó không phù hợp. Nguyễn Thị Hằng, biểu cảm gương mặt của Hằng trong tấm hình này khá tốt, tuy nhiên cái tạo dáng của Hằng đã không thể hiện được điều đó, thực sự là rất đáng tiếc cho Hằng. Hằng chưa biết cách làm việc với ống kính và ở trong tấm hình này Hằng bị mất cái phần mặt hơi bị nhiều. Nhưng mà về phần tạo dáng của Hằng thì rất tiến bộ so với những tuần trước. Chúng ta thấy được cái sự chuyển động cơ thể và thấy Hằng bắt đầu mềm mại hơn. Mau thì thanh thủy. Tấm hình này biểu cảm gương mặt quá thu hút. Khi mà mình chụp ảnh mình hướng về ống kính á, mình phải chú ý nhiều hơn, nếu không cái người mình thứ nhất rất là dễ bị phô. Cái thứ hai là người mình rất dễ bị ngắn. Nguyễn Thị Thanh, Thanh sở hữu gương mặt đẹp, chiều cao lý tưởng, nhưng cô ấy không biết tận dụng ưu thế của mình. Way off the mark in this. Tôi cảm thấy rằng trong buổi chụp này Thanh lột xác hẳn hoi so với những cái ngô nghê, cái sợ hãi và cái lóng ngóng với cái cơ thể như lúc trước. Thanh được một cái là biết lắng nghe và tiết chế, đặc biệt là biểu cảm. Có mắt hết trận, bây giờ có cảm xúc nhiều lại. Trần Quang Đại, với những cái xuất hình chúng ta đòi hỏi Đại phải thể hiện cơ thể nhiều hơn thì Đại không làm được. Người mẫu mà khi không tự tin vào cơ thể của mình thì họ sẽ mất đi những cái diễn xuất của họ, thì chắc chắn là cái bức hình nó sẽ không thu hút được. Mà chàng trai này tập mà có một thể hình cực kỳ đẹp thì tôi nghĩ là không ai có thể chê bằng ấy được. Vũ Tuấn Việt, tôi cảm giác là việc bình tĩnh hơn, biết kiểm soát bản thân và biết là đặt cái năng lượng đó vào đúng việc thì nó hiệu quả và bản thân mình cũng không quá mất sức. Việc cũng là một gương mặt rất tiềm năng, liệu chàng trai này có ý thức được điều đó để tự rèn luyện và nỗ lực nhiều hơn thì việc mới có thể tiến xa hơn được. Khi cái thử thách mới đến với Trà My thì Trà My hoàn toàn lóng ngóng. Cái cách của Trà My tiếp thu giống như là bị chậm đi một nhịp, qua những cái phần sau thì mới dùng đến cái điều đó. Chắc chúng ta còn phải làm việc rất là nhiều với Trà My nữa để Trà My có thể thay đổi. Mà tôi không hiểu rằng là chúng ta còn thời gian để cho Trà My nữa hay không. Lê Vân Kiên, cái sự cố gắng của Kiên là điều mà chúng ta rất là dễ dàng có thể nhìn thấy ở mỗi một tập, ở mỗi một chặng đường đi. Kiên có một hình thể rất chuẩn của một người mẫu, nhưng trong tấm hình này Kiên không biết tận dụng ưu thế của mình. Đinh Hà Thu, tôi nghĩ rằng là Thu đã có một tấm hình đẹp tuần này. Cách tạo dáng, cái biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của Thu khá ổn. Khi mà chúng ta đi làm nghề, khi mà chúng ta đến với những buổi chụp hoặc đến với những buổi sản diễn thời trang thì chúng ta cho người ta thấy cái sự khó chịu hoặc là mình không thích, cái đấy là sẽ là một cái không tốt và nó sẽ làm mất đi cái cơ hội của cái người mẫu rất là nhiều. Tôi chỉ muốn nói thêm về tính cách của Thu, tôi cảm giác không thật. Trần Mạnh Kiên, Mạnh Kiên có lợi thế về ngoại hình nhưng còn rất yếu trong việc thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt. Chúng ta đã cố gắng, đã cho Kiên rất là nhiều những cái cơ hội bởi vì chúng ta luôn luôn luyến tiếc những cái tố chất hiện hữu của một người mẫu như vậy. Làm sao chúng ta có thể làm tiếp đây? Thực ra là Kiên có sự thay đổi, có sự tiến bộ nhưng mà không phải là nhiều. Mà thời gian gần tới đích thì nó còn rất là ngắn. Nguyễn Trần Trung, Trung đã thể hiện rất tốt và tôi thích tấm hình này. Đây là một trong những cái cách phát triển đúng khi bạn đi theo cái lĩnh vực nghệ thuật và thời trang. Vì người mẫu nó cần cái gì đó rất là tự nhiên. Từ trong con người thì tôi nghĩ rằng là Trung đang dần dần bộc lộ những cái điều đó cho chúng ta thấy được. Tôi nghĩ là Trung sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho chúng ta nữa. Vậy là chúng ta đi đến thống nhất và đã có kết quả. Sao không mấy độ? Nhanh hơn. Sao không nấu ăn? Nhanh hơn. Sao không giặt đồ? Nhanh hơn. Với nước giặt Tide Plus mới, kể cả trên cổ áo hả? Không thể nào. Chị thử xem. Nước giặt Tide Plus mới tăng nhanh hơn bột giặt đến 5 lần, giúp đánh tan nhanh vết bẩn trên cổ áo. Wow, trắng nhanh dữ vậy. Nước giặt Tide Plus mới, trắng siêu tốc, sạch dứt điểm. Hôm nay có món gì mới không mẹ? Có chứ. Nhiều món ngon với con bò cười.
để em nấu. Tuyệt, thêm con bò cười cho món Việt, vị càng tuyệt, ăn càng vui. Khi tóc trẻ ngọn và gãy rụng là lúc tóc có thể mất đi lượng protein cần thiết. Nếu tòa tháp này tượng trưng cho sợi tóc yếu thì trông nó thế này đây, toàn là lỗ hổng. Đồ phục hồi hư tổn mới với Keratin Repair Active thấm sâu và phục hồi cấu trúc ở các lớp tế bào tóc, giúp phục hồi hư tổn cho mái tóc chắc khỏe. Cảm nhận mái tóc chắc khỏe và mềm mượt. Dòng đồ phục hồi hư tổn mới giúp tóc chắc khỏe hơn đến 10 lần. Đồ chuyên gia chăm sóc tóc hư tổn. Khám phá điều bất ngờ mới từ Omo. Omomatic với sức mạnh xoáy tan vết bẩn cứng đầu. Này ngát hương thơm tinh tế từ Comfort tinh dầu thơm. Sức mạnh loại bỏ vết bẩn chưa bao giờ thơm đến thế. Omo Comfort tinh dầu thơm mới. Aquafina. Tôi không muốn mình có bất kỳ khuyết điểm nào. Dù là vảy gầu nhỏ nhất. Vì tôi có thể bị quan sát bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi dùng Clear. Clear với hệ dưỡng chất Nutrium, dưỡng sâu da đầu, loại sạch gầu tận gốc, để mái tóc sạch gầu từ mọi góc nhìn. Quan sát nữa đi, vì chuẩn, không cần giấu. Clear, loại sạch gầu, vì chuẩn, không cần giấu. Cùng giặt quần áo với sức thôi là sạch quần áo suốt cả ngày. Mùi mồ hôi với giờ mất đi nhờ chịu bong bóng sập làm quần áo sạch hơn mát. Sớp, sạch bẩn và sạch mùi hôi cho áo quần sạch thơm mát. Dove hay sữa, sản phẩm nào nuôi dưỡng làn da tốt hơn khi tắm? Sữa tắm Dove hoàn toàn mới, đột phá với phát minh Neutral Moisture, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, khiến làn da càng mịn tràn đầy sức sống, nuôi dưỡng làn da và dưỡng ẩm tốt hơn cả sữa. Sữa tắm Dove mới. Mì đũa tre khuyến mãi đặc biệt, mỗi thùng mì tặng thêm đôi đũa bếp xinh xắn. Mì đũa tre độc đáo khi ăn kèm thịt trứng rau. Giới thiệu kem dưỡng trắng da Pond trắng hồng tinh khiết mới. Nay với tinh chất nhân sâm Hàn Quốc và nghệ tây quý giá. Nhẹ nhàng dưỡng trắng da từ sâu bên trong, làm mờ các vết thâm nám cho vẻ đẹp trắng hồng tinh khiết. Pond trắng hồng tinh khiết mới. Kẹo cao su có nhân Center Plus sốc. Quá sốc, quá đã. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại vòng đánh giá và loại từ ban giám khảo. Trên tay tôi là những tấm ảnh. Người tôi gọi tên sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Người mẫu Việt Nam 2013. Người tôi không gọi tên sẽ ngay lập tức quay về phòng dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi cuộc thi. Người tôi gọi tên đầu tiên là người có tấm hình đẹp nhất trong tuần qua. Vũ Tuấn Việt. Bạn đã làm được những điều mà chúng tôi yêu cầu. Chúc mừng bạn tiếp tục đồng hành với chương trình Người mẫu Việt Nam 2013. Đinh Hà Thu. Tôi muốn cảm nhận được sự chân thật và tôi nghĩ là bạn sẽ làm được điều đó. Chúc mừng bạn. Nguyễn Trần Trung. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ hơn nữa. Chúc mừng bạn. Mâu Thị Thanh Thủy. Nhìn vào bức ảnh thì không thể nào chê bạn được, nhưng nói để xuất sắc thì hoàn toàn chưa. Phải cố gắng hơn nữa. Nguyễn Thị Hằng. Tôi nghĩ chủ đề này hợp với bạn, nhưng không phải may mắn lúc nào cũng đến với bạn. Tôi muốn nhìn thấy được sự đa dạng trên biểu cảm của gương mặt. Chúc mừng bạn. Dương Mạc Anh Quân. Phải mạnh mẽ hơn trong những shot ảnh và phải phù hợp với chủ đề. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Nguyễn Thị Thanh.
Chúng tôi đánh giá cao sự tiến bộ của bạn. Chào My. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi đặt niềm tin ở bạn rất nhiều. Chúc mừng bạn. Quang Đại. Đừng để người khác nghĩ bạn may mắn vì bạn có một khuôn mặt đẹp. Hai thí sinh còn lại, tiến lại gần tôi. Chúng ta đã có khoảng thời gian trải nghiệm cùng nhau. Chúng ta đã trở nên rất thân thuộc. Bất cứ thí sinh nào ra về cũng làm cho chúng tôi rất nhớ. Vì các bạn đã để lại những ấn tượng rất sâu đậm với chúng tôi. Thật sự trước một quyết định bao giờ cũng rất khó khăn. Người dừng cuộc thi ngày hôm nay, không phải mọi thứ sẽ dừng lại đối với bạn. Nhưng tôi hy vọng những kinh nghiệm mà các bạn được học ở đây thì giúp cho con đường sự nghiệp của các bạn sau này. Trên tay tôi chỉ còn một tấm hình. Người tôi không gọi tên sẽ ngay lập tức quay về phòng, dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi cuộc thi. Xin chúc mừng. Lê Vân Kim. Chúc mừng bạn tiếp tục đồng hành với chương trình Người Mẫu Việt Nam 2013. Tôi nghĩ một người đàn ông mạnh mẽ đứng như thế này có thể thành công rất lớn sau này vì bạn hiểu được những gì chúng tôi nói. Bạn tiếp thu những gì chúng tôi nói là bạn đã làm được. Tôi nghĩ ngày hôm nay không có lý do gì làm cho bạn phải gục ngã. Sự ra về của Mạnh Kiên khiến tôi rất bất ngờ và tôi buồn vì điều đó. Tôi đến đây để thi tại vì có người ra về, có người ở lại. Ai làm tốt thì sẽ được ở lại và ai không tốt sẽ phải ra về. Lại đâu nhỉ? Mình và Mạnh Kiên là những người bạn thân thiết. Mình cảm thấy giống như là giấc mơ của bạn của mình đã bị đóng sập lại và mình thấy là như vậy rất tiếc cho bạn. Bước nào là không thể dừng lại đây. Thế thôi. Mọi người chắc chắn là có người chiến thắng và có người ra về. Nên là mọi người cố gắng nhé. Xin chào Thảo ạ. Chào chị. Xin chào anh. Tất cả các bạn tiếp tục đồng hành với chương trình Người Mẫu Việt Nam 2013. Bây giờ hãy quay về phòng, dọn dẹp đồ đạc và sẽ gặp nhau tại thành phố Nha Trang. Lựa chọn con đường người mẫu. Nhưng dừng ở đây thì tôi nghĩ là vẫn hơi sớm. Tôi nghĩ là tôi phải cố gắng rất là nhiều. Và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường người mẫu của mình.
Trong tập tiếp theo, 10 chàng trai cô gái sẽ tạm xa ngôi nhà chung để đến với không gian làm việc mới tại khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Resort Nha Trang Khánh Hòa. Môi trường làm việc thay đổi với những áp lực ngày càng